Rồi, xin chào các con. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Bạn đâu nhỉ? Bạn Nguyễn Đình à? Bạn Nguyễn Đình bật micro chào thầy, chào các bạn đi nào con. Xin chào thầy và các bạn. Con giới thiệu nhanh về mình nào. Giờ đọc tên là Nguyễn Nguyễn Đinh. Giáo tên là Nguyễn Như Nguyễn Đinh, học lớp 5 ở trường học dân tộc. Con nói các bạn không nghe, chưa nghe được rõ đâu. Con để cái mic sát vào. Con nói chậm thôi, không cần nói nhanh đâu. Chào thầy. Chào thầy và các bạn, cháu là Nguyễn Như Uyển Đinh, lớp 5, vừa học tại trường Hà Huy Tập 1. Trường Hà thì tập 1 đó. Ok rồi. Con ở Quảng Bình nhỉ, hay Quảng Trị nhỉ? Cháu nghe án, Vĩnh nghe án. Rồi, hãy dành cho bạn Uyển Đình một tràng pháo tay nào. Ok, Tuấn Kiệt mới vào đúng không con? Không. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề bài toán giả thiết tạm nha. À, đây là một trong chuyên đề có thể nói là nó rất là hay. Bài toán về giả thiết tạm. Nhắc lại cho thầy tên bài học: Hoàng Huy Hoàng. Em thấy em đọc chuyên đề bài toán giả thiết tạm ạ. Ok, xong học. Em thấy hôm nay chúng ta học chuyên đề bài toán giả thiết tạm. Mời bạn Tuấn Kiệt. Đúng cái nào thôi. Lê Tuấn Kiệt. Bài toán giả thiết tạm. Mời bạn Minh Ngọc. Em được thầy chuyên đề bài toán giả thiết tạm. Ok. Nào, bài toán giả thiết tạm là như này này. Đó là bài toán mà nó có hai đại lượng. Đấy, trong hai đại lượng thì nó lại mang mỗi đại lượng nó có những cái giá trị khác nhau. Bây giờ ta sẽ dùng phương pháp và phương pháp giả thiết tạm để giải quyết nó nhé. Thế thì chúng ta sẽ đến một cái bài toán cổ như sau. Và phương pháp để làm bài toán này thì nó thường giả sử là tất cả cái số lượng này nó thuộc về một đại lượng nào. Và sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào những cái bài toán đã biết, bài toán đã cho để chúng ta giải bài toán này. Thế thì bài toán như sau: vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn, hỏi có mấy gà mấy chó. Đọc lại cho thầy, mời bạn Minh An. Ví dụ một, vừa gà vừa chó Các bạn bỏ khác biết được bảo. lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn, hỏi mấy gà. Mấy gà mấy chó, con phải nói hết cho bạn Tân Minh nha. Mời bạn Bảo Trang. Vừa gà vừa chó bỏ là cho tròn 36 con, 100 chân trắng, hỏi mấy gà mấy chó. Xin mời bạn Lê Thanh Trúc. Em thưa thầy, ví dụ một, vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn, hỏi mấy gà mấy chó. Ok, còn viết để viết vào vở, viết xong comment chữ xì cho thầy. Đoàn Ngọc Anh, Phạm Đoàn Ngọc Anh.
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn, hỏi mấy gà mấy chó. Ok. Viết xong thì comment chữ xong hoặc chữ xì. Thùy Dương đọc lại. Con này con đọc vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn, hỏi mấy gà mấy chó. Ok. Nào. Vừa đọc xong có chó. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn nào. Có bạn nào đã biết cách làm bài này chưa? Đã đọc, biết, mời bạn. Đấy, chó đang sủa tưng bừng. À, xin mời bạn Tùng à. Mời Tùng nào. Con giả sử ở đây là có 36 con chó. Ờ, đây là đầu tiên là ta giả sử là 36 con Đó. đây là chó. Ờ, ok rồi sao nữa? Xong rồi, con sẽ lấy là 4 nhân với 36 thì sẽ được 144 chân ạ. À, tiếp theo ta đi tìm số chân đúng không? Vâng ạ. Tìm số chân thì bằng cách nào? 4 nhân với 36 cho 144 chân. Ờ, đúng rồi, rồi tiếp. Tiếp theo thì ta sẽ đi tìm số chân thừa ra. Sao lại thừa? Vì ở đây là từ 36 con Rồi, chó. nó là 44 rồi. Bởi vì sao? Vì ban đầu nó chỉ có bao nhiêu chân? Ban đầu nó chỉ có 100 chân thôi ạ. Đúng rồi, thế cho nên nó thừa ra. Ta tìm số chân thì Thừa thừa ra là. 144 chân, 144 chân. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là vì số chân của mỗi con chó hơn số chân mỗi con gà là 4 trừ đi 2 bằng 2 chân ạ. À, sở dĩ bởi vì nó vô thừa bởi vì mỗi chó thì nó hơn số gà là hai chân, được chưa ạ? Rồi tiếp tục. Vậy số gà là gì? Con sẽ lấy là 44 chia cho 2 bằng 22 con ạ. À, đây vì sao nó lại là con ta thừa tất cả là 6 44 chân này, mà mỗi một con chó khi nó chuyển sang gà thì nó thừa hai chân đúng không? À, mỗi con gà chuyển sang chó bởi vì tất cả đều là chó mà, hiểu không? Vậy ta xem có bao nhiêu con gà đã chuyển thành chó thì ta chỉ việc lấy 44 chia 2 bằng 22 con. Tìm được gà rồi ta sẽ làm gì? Số chó là lấy 36 trừ đi 22 bằng 14 con. Ok. Cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu cái phần này, comment cho thầy chữ hờ nào. Xin mời bạn Bảo Long đọc lại cho thầy phần bài giải. Rồi, cảm ơn con Tùng nhé. Bảo Long đọc lại cho thầy con, đọc bài giải. Em là thầy, em đọc. Bây giờ ta giả sử 36 con đều là chó cả. Đây là giả thiết tạm. Thì số chân sẽ là 4 nhân 36 bằng 144 chân. Số chân thừa ra là 144 trừ 100 bằng 44 chân. Sở dĩ như vậy là vì số chân của mỗi con chó hơn chân con của mỗi con gà là 4 chia 2 bằng 2 chân. Vậy số gà là 44 chia 2 bằng 22 con. Số chó là 36 trừ 22 bằng 14 con ạ.
Được chưa? Mời bạn khác nào. Thanh Trúc. Mời bạn Trần Thanh Trúc nào. Con thưa thầy, cách một, bây giờ ta giả sử 36 con đều là chó cả. Đây là giả thiết dạng, thì số chân sẽ là 4 nhân 36 bằng 144 chân. Số chân thừa ra là 444 trừ 100 bằng 44 chân. Sở dĩ như vậy là vì số chân của mỗi con chó hơn số chân của mỗi con gà là 4 trừ 2 bằng 2 chân. Vậy số con gà là 44 chia 2 bằng 22 con. Số chó là 36 trừ 22 bằng 14 con. Đáp số 14 con. Các bạn viết vào phần này vào đi. Các bạn khác bật camera lên nhé. Xin mời bạn Phạm Đoàn Ngọc Anh đọc lại nào. Bây giờ ta giả sử 36 con đều là chó cả. Đây là giả thiết tạm. Thì số chân sẽ là 4 nhân 36 bằng 144 chân. Số chân thừa ra là 144 trừ 100 bằng 44 chân. Sở dĩ như vậy là vì số chân của mỗi con chó hơn số chân của mỗi con gà là 4 trừ 2 bằng 2 chân. Vậy số gà là 44 chia 2 bằng 22 con. Số chó là 36 bằng 14 con. Ok. Viết xong chưa các Được con? rồi ạ. Phùng Tuấn Kiệt đọc lại cho thầy. Con thưa thầy, cách 1, bây giờ ta giả sử có 36 con. Giả sử ta có 36 con đều là chó cả, đây là giả thuyết tạm, thì số chân sẽ là 4 nhân 36 bằng 144 bằng ngoặc chân đóng ngoặc. Số chân thừa ra là 144 bằng 44 chân. Sở dĩ như vậy là vì số chân của mỗi con chó hơn số chân của mỗi con gà là 4 trừ 2 bằng 2 mở ngoặc chân đóng ngoặc. Vậy số gà là 44 chia 2 bằng 22. Số chó là 36 trừ 22 bằng 14 con. Con đã hiểu phần này rồi chưa? Tuấn Kiệt hiểu rồi chứ? Vâng ạ. Ok. Nào chúng ta, đây là cách số 1, thầy giảng lại cho bạn cách số 1 nhé. Cách số 1 như này nè. Bây giờ ta giả sử 36 con này nó đều là chó. Chà. Thì số chân khi đó là bao nhiêu ạ? Thì số chân sẽ là bao nhiêu? Ta lấy 4 nhân 36 bằng 144 chân, được chưa? Tiếp theo. Ta thấy là ban đầu nó chỉ có 100 chân thôi, 100 chân này. Vậy thì số chân nó sẽ thừa ra là lấy 144 trừ 100 bằng 44 chân, được chưa? Hiểu phần này gật đầu thầy.
Ok, vì sở dĩ là như vậy bởi vì số chân nó của mỗi con ấy, mỗi con chó nó hơn mỗi con gà sẽ là lấy 4 này, trừ đi 2 bằng 2 chân. Và số con gà sẽ là ta lấy 44 chân thừa này chia cho 2 về bằng 22 con, và số con chó là 36 trừ 22 bằng 14 con. Rõ rồi đúng không ạ? Nào tiếp tục, chúng ta sẽ đến cách 2. Cách 2 lần này thì ta sẽ giả sử toàn bộ 72 con đều là gì ạ? Đều là gà. Thì khi đó số chân sẽ là bao nhiêu ạ? Ta sẽ lấy 36 nhân 2 bằng 72 chân, được chưa? Ta lấy 2 nhân 36 thì đúng hơn nha, sửa lại đi. Ta có là 2 nhân 36 bằng 72 chân. Thế bây giờ ta lại đi tìm gì? Số chân bị hụt thì sao? Số chân bị hụt thì ta lấy 100 trừ đi 72 bằng 28 chân. Thế các con có biết tại sao nó bị hụt không? Bởi vì khi một con chó nó chuyển thành một con gà sẽ bị hụt một số chân là gì? Lấy 4 trừ 2 thì bằng 2 chân. Mà số chân lụt 28 chân. Như vậy ta có tìm được là có bao nhiêu con chó đã chuyển thành gà không? Thì ta chỉ việc lấy 28 chân chia cho 2 thì bằng 14 con. Và số gà sẽ là 36 trừ 14 bằng 22 con. Yes, phần rõ phần này chưa? Đọc cho thầy phần bài làm. Huy Hoàng. Em như thấy em đọc cách 2, giả sử 36 con đều là gà, khi đó số chân hiện có là 2 nhân 36 bằng 72 chân, số chân bị hụt là 100 trừ 72 bằng 28 chân. Sở dĩ số chân bị hụt là mỗi con chó khi chuyển thành một con gà sẽ bị hụt đi 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con chó là 28 chia 2 bằng 14 con, số con gà là 36 trừ 14 bằng 22 con. Mời bạn Uyển Đình đọc cho thầy. Chào cho thầy là cách hai. Giả sử 36 con đều là gà, ít đỏ số chân hiện có đỏ có là 2 nhân 36 bằng 72 chân, số chân bị hụt đi là 100 trừ cho 72 bằng 28 chân. Sở dĩ số chân bị hụt đi là mỗi con chó khi chuyển thành một con gà sẽ bị hụt đi 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con chó là 28 chia cho 2 bằng 14 con, số con gà là 36 chia trừ cho 14 bằng 22 con. Ok. Hoàng Hà. Các khác viết vào vở nha. Em thơ này, bài giải giả sử 36 con đều là gà, khi đó số chân hiện có là 2 nhân 36 bằng 72 chân, số chân bị hụt đi là 100 trừ 72 bằng 28 chân. Sở dĩ số chân bị hụt đi là mỗi con chó khi chuyển thành một con gà sẽ bị hụt đi 4 trừ 2 bằng 2 chân, số con chó là 28 chia 2 bằng 14 con, số con gà là 36 trừ 14 bằng 2. Bạn viết vào đi. Viết vào vở nha.
Được chưa? Bạn viết Thưa xong thầy. thì comment chữ xong cho thầy. Xin mời bạn. Cho em một chút thời gian nữa ạ. Ok, được rồi. Thùy Dương đọc lại. Cô nên thầy con đọc. Giả sử 36 con đều là gà khi đó số chân hiện có là 2 nhân 36 bằng 72 chân. Số chân bị hụt đi là 100 trừ 72 bằng 28 chân. Sở dĩ số chân bị hụt đi là mỗi con chó khi chuyển thành một con gà sẽ bị hụt đi 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con chó là 28 chia 2 bằng 14 con. Số con gà là 36 trừ 14 bằng 22 con. Nhá. Học thầy cũng nổi chứ cơ. Mới là xong hai cách của bài một xong. Đúng rồi. Đi hết rồi. Xong chưa con? Ok, xong rồi nha. Chúng ta sẽ giải lao 4 phút nha. 18 giờ 8 giờ 18 phút, 8 giờ 22 chúng ta quay lại nha. Các bạn đi uống nước vệ sinh. Đó. Cho thầy hỏi là các bạn đã hiểu phần này chưa ạ? Hiểu rồi, ok. Các bạn dở sách cho thầy. Bài toán giả thiết tạo. Trang 14. Lý ý là trong hai cái cách này thì chúng ta chỉ cần làm một cách thôi nhá. Đó chưa ạ? Nào, đọc cho thầy bài tập số 1. Lê Thanh Trúc. À bạn Em thưa thầy, Đình Huyền thì bài 1. sẽ Nhà Mai có tất cả 20 con gà và chó. Mai đếm được có tất cả 52 chân. Hỏi nhà Mai có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ạ? cái bài này mời bạn khác đọc lại. Xong Ngọc nào. Em thưa thầy là bài 1. Nhà bác Mai có tất cả 20 con gà và con chó. Mai đếm được tất cả 52 chân. Hỏi nhà Mai có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó. Đầu tiên là gì ạ? Ta sẽ thấy nhà Mai có 20 con gà, 20 con chó. Cái này nó ẩn đi này. Tóm tắt nhé, thầy tóm tắt cho các bạn này.
tóm tắt thì ta có gà cộng chó là bao nhiêu con các con? Là 20 con đúng chưa? Tiếp theo là chân gà cộng chân chó thì là bằng bao nhiêu chân? Chân gà cộng chân chó thì bằng 52 chân. Một gà có mấy mấy chân các con? Một gà có 2 chân. Một chó có bao nhiêu chân? Một chó có 4 chân. Đấy, đề bài đầy đủ nó sẽ là như này. Bạn hiểu phần này chưa? Nhưng mà người ta mặc định là chúng ta biết là cái một gà có 2 chân và một chó thì có 4 chân. Đó, người ta hiểu là như vậy nha. Vậy để làm này chúng ta sẽ làm thế nào? Bạn nào trình bày cho thầy bài giải. À, thầy đang thấy có Huy Hoàng giơ tay rồi. À, xin mời bạn Huy Hoàng. Em thấy đầu tiên bây giờ em giả sử là tất cả là đều là chó. À, giả sử bao nhiêu con? Giả sử 20 con để tất cả đều là 20 con đều là là chó. chó. Thì số chân khi đó là đúng không? Vâng. Số chân khi đó là bao Hai nhiêu? lấy 52 nhân với 52. Ừ. Một chó có mấy chân? À, 4 nhân 15 12. 4 nhân 52 hay là 20? Có bao nhiêu con đây mà nhân 52? Nhân 20 4 nhân 20 bằng bao nhiêu chân? thì sẽ bằng 80. Vậy thì nó Cần so với chân, ban đầu nó chỉ có 52 chân, bây giờ 80 chân thì số chân nó thừa ra là bao nhiêu? số chân thừa ra là 80 trừ 52 80 trừ 52 thì bằng thì sẽ bằng 28 chân. 28 chân. Tại sao nó lại thừa đi 28 chân? Sở dĩ Sở như dĩ vậy thừa 28 chân 28 chân vì vì tất mỗi con chó, mỗi con gà, gà khi chuyển thành chó sẽ thừa ra số chân là đúng không? Thì ta chỉ phải bao nhiêu ạ? 4 trừ 2 Ừ, ta lấy là 4 trừ 2 bằng 2 chân. thì bằng 2 chân. Tiếp tục ta đi tìm số con gì đây? Số con gà, à số À, con chó là ừ, nó đều giả sử thành chó rồi mà tìm chó nó. Số cái con mà nó đã chuyển thành chó là cho số con gì nhỉ? con gà. Số con gà sẽ là bao nhiêu? Lấy 28 chia cho 2 Thì bằng bao nhiêu? bằng 14 con. Ta đi tìm tiếp tục là số gì nhỉ? Số con chó này Số con chó là tổng bao nhiêu con này? tổng là 20. Ta có 20 trừ đi 14 thì bằng 6 con. 6 con. Đáp số 14 con gà, 6 con chó. Đa số 14 gà và 6 chó. Ok chưa? Đọc lại bài giải cho thầy. Coi khác viết vào vở. Xin mời bạn Hoàng Hà. Em thưa thầy, bài giải giả sử 20 con đều là chó, số chân khi đó là 4 nhân 20 bằng 80 chân, số chân thừa ra là 80 trừ 52 bằng 28 chân. Sở dĩ thừa 28 chân vì mỗi con gà khi chuyển thành chó sẽ thừa ra số chân là 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con gà là 28 chia 2 bằng 14 con. Số con chó là 20 trừ 14 bằng 6 con. Đáp số 14 con gà và 6 con chó. Mời bạn Bảo Trang. Giả sử 20 con đều là chó.
số chân khi đó là 4 nhân 20 bằng 80 chân. Số chân thừa ra là 80 chứ 52 bằng 28 chân. Sở dĩ thừa 28 chân vì một con gà khi chuyển thành chó sẽ thừa ra số chân là 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con gà là 28 chia 2 bằng 14 con. Số con chó là 20 trừ 14 bằng 6 con. Đáp số 14 gà và 6 chó. Ok. Vũ Khánh Nam đọc lại cho thầy. Con thấy con đọc. Con thấy con số 20 đều là chó. Số chân khi đó là 4 nhân 20 bằng 80 chân. Số chân thừa ra là 80 trừ 52 bằng 28 chân. Sở dĩ thừa 28 chân vì mỗi con gà khi chuyển thành nó sẽ thừa ra số chân là 4 trừ 2 bằng 2 chân. Số con gà là 28 chia 2 bằng 14 con. Số con chó là 20 trừ 14 bằng 6 con. Đáp số 14 gà và 6 chó. Bạn viết xong chưa ạ? Viết xong comment cho thầy chữ X xì. Các bạn cần thêm thời gian để viết thì comment chữ T. Ok rồi, chúng ta sẽ làm bài số 2. Đọc bài số 2. Mời bạn Song Ngọc. Được rồi, bài số 2 yêu cầu. Trong bãi đỗ xe có tất cả 25 chiếc xe ô tô, gồm loại xe 4 bánh và loại xe 6 bánh. Người ta thấy tất cả là 25 chiếc xe, đó là nó có 110 bánh xe. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chiếc? Mời Tùng đọc lại. Con đưa đầy con đọc. Trong bãi đỗ xe có tất cả 25 chiếc ô tô gồm loại xe 4 bánh và loại xe 6 bánh. Người ta thấy tất cả 25 chiếc xe đó có 110 bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chiếc? Đây. Bài này. Các bạn nhìn thấy này, đầu tiên ta phải hiểu là tóm tắt này, trong bãi đỗ xe có 25 chiếc đúng không? Gồm có loại 4 bánh và loại 6 bánh. Vậy đây nó có hai loại xe khác nhau đúng không? Loại 4 bánh và 6 bánh. Vậy tổng số là bao nhiêu xe đây? Là 25 xe đúng không? Đó tổng số là 25 xe. Tổng số chiếc ấy. Tổng số xe đây. Tổng số xe là 25 xe. Bây giờ tổng số bánh là bao nhiêu bánh? 110 bánh. Bây giờ ta phải có thêm này. À, gọi là xe, một loại xe 4 bánh, loại xe 6 bánh đúng không? Ta có xe, một xe 4 bánh. Xe 4 bánh giống như gà đúng không? Và một xe 6 bánh.
Hiểu cái này chưa? Hiểu cái đầu cho thầy. Nào, nêu thầy cách làm. Xin mời bạn nào. Nên mời bạn Nguyễn Đình nào. Để làm này chúng ta sẽ làm nào. Ta sẽ làm gì? Ở đây là ta giả sử tất cả 25 này nếu nó đều là xe 4 bánh được không? Được không con? Hoặc là ta giả sử nó đều là xe 6 bánh, hiểu chưa? Quyết định có nghe được thầy nói không? Dạ có ạ. Vì ta sẽ giả sử gì? Giả Giả sử sử 25 xe 25 xe ô tô thì đều là đều là loại xe bốn loại bánh. xe 4 bánh. Đấy. Khi đó có tất cả số bánh xe là bao nhiêu? Ta lấy 25 nhân 4. Ta sẽ lấy 25 Nhân nhân 4. 4 rồi. Tức là lấy 4 nhân 25 thì đúng hơn đúng không? Bằng 100 đơn vị là bánh. Tiếp tục, bây giờ ta lại thấy ban đầu là 110 bên nó hụt mất đúng không? Thì ta có là gì? Số bánh Số xe bánh xe bị hụt hoặc bị thiếu đúng không? Bị thưa là hả? bị hụt. Thì hụt đi là ta sẽ lấy là bao nhiêu? 110 80 trừ cho trừ 100 100 bằng thì 10 chân bằng 10 10 bánh. cái bánh. Tại sao lại nó lại bị hụt 10 bánh? Sở dĩ vậy, sở dĩ bị hụt 10 bánh. Cái bánh. Vì sao? Um. Vì mỗi xe 6 bánh chuyển sang xe 4 bánh sẽ bị thiếu số bánh là đúng không? Vì mỗi xe 6 bánh khi chuyển sang 4 bánh sẽ bị thiếu số bánh là ta sẽ lấy bao nhiêu ạ? Ta lấy ta Sáu 66 không, ta lấy 6 thôi, cái 6 to trừ mà trừ đi 4 thì bằng mấy? bằng 2. Bằng 2 bánh đúng không? Mà bây giờ hụt mất 10 bánh mà có tổng số ở mỗi một xe khi chuyển sang là nó chỉ hụt 2 thôi, vậy hụt tổng là hụt 10, vậy ta có số xe 6 bánh là Số xe 67 là ta lấy bao nhiêu ạ? 10 10 chia cho 2 bằng bằng 5 là 5 chiếc 5 xe. 5 xe. Tiếp tục ta tìm Số xe 4 bánh là số xe 4 bánh là 25 trừ 5 bằng 20 xe. ta sẽ lấy là 25 trừ đi 5 bằng 20 xe đúng không? Giờ ta thử nhá, xe 6 bánh là 5 xe đúng không? Vậy 6 nhân 5 là bao nhiêu? Bao nhiêu bánh? 30 đúng không? Là bao nhiêu nhỉ? Từ từ chờ thầy nhìn đây nào. 110 trừ đi 100 bằng 10. 10 chia 2 bằng 5 xe. 25 chia 5 bằng 4. Đúng rồi. Thì ta thử nhá, lấy 4 nhân với cả 4 nhân với cả 4 là 20 nhân 4 thì có phải là bằng 80 bánh không? Cộng bên này là 5 x 6 30, 80 cộng 30 bằng 110, đúng đủ chưa? Đúng rồi, bây giờ ta có đáp số 110, à xin lỗi, 5 xe 6 bánh và 20 xe 4 bánh. Đó. Đó phần này chưa?
Bao nhiêu bạn đã rõ rồi, comment cho thầy chữ rõ hoặc chữ R nào. Trình bày lại lần nữa, mời bạn Bảo Trang. Giả sử 25 trái đều là trái loại bốn bánh, khi đó có tất cả số bánh sẽ là 4 nhân 25 bằng 100 bánh. Số bánh sẽ đi được đi là 110 trừ 100 bằng 10 bánh. Sở dĩ bị hụt 10 bánh vì mỗi xe 6 bánh khi chuyển sang 4 bánh sẽ bị thiếu số bánh là 6 trừ 4 bằng 2 bánh. Số xe 6 bánh đi, số xe 6 bánh là 10 chia 2 bằng 5 xe. Số xe 4 bánh là 25 trừ 5 bằng 20 xe. Đáp số 5 xe 6 bánh, 20 xe 4 bánh. Bạn viết chữ vào bài làm của mình đi. Uyển Đình chưa có sách thì con chữa vào trong vở nhé. Chưa đây, thầy cho các bạn bây giờ là 20 giờ 40, cho các bạn 3 phút để viết nốt nhé. 20 giờ 43 thầy sẽ lại hướng dẫn tiếp. Còn bạn nào chưa biết xong không ạ? Còn nào chưa biết xong không? Nào, nốt nào. Nghe lên không? Nào, tiếp tục. Bài 3, bài 4.
ba ba và bốn mười năm để về nhà thầy. Đúng rồi. Vậy có cần thầy gợi ý gì nữa không hay tự làm được rồi? Làm được rồi thầy. Làm nha. Trong cái và nội dung bài toán giả thiết tạm này có phần nào các bạn chưa rõ cần thầy giải thích thêm không? À rõ rồi đúng không? Nha. Để xem đây có à phần này thì nó sẽ các bạn dở lại cho thầy một chút bài hôm trước. Thế này bài hôm trước cái bài cuối ấy, em không làm được thì. Đây gì? Đúng rồi thầy. Ui, phần này à, ai không làm được? Em Tên là gì không đây? tính được gì. À, Không. thôi bỏ. Không sao đâu, cái chỗ này viết nhầm đấy. Nó là 10 cm đúng không? Đây là 10 cm thôi. Bỏ cái số 4 đi. Thầy chữa cho phần này nhá. Ừ. Bài này thì đọc đề bài số 5, à bài số 4 đề bài số 5. Bài số 5. Ờ, đọc bài số 5 cho thầy nào. Con đọc đi. Đây là hình bên có ABCD là hình vuông và có đường chéo AC bằng 10 cm. Tính diện tích phần các tô màu của hình vuông ABCD. Hôm trước con nghỉ học à? Hôm trước em cũng học nhưng mà về nhà em tính nhưng mà nó cứ sai sai thôi. À, nào nha. Đầu tiên, bước 1 đi tìm diện tích của hình hình vuông được không? Diện tích Được. hình vuông này. Diện tích hình vuông bằng 10 nhân 10 chia 2 được không? Được. Tích Bằng độ giá 50. hai đường chéo mà. Em bằng 50. Bằng 50 được Diện rồi. tích hình tròn ấy em mới bừng. Bối rối hình tròn gì? Vậy thì Vâng. có diện tích hình tròn là D nhân D chia 4 nhân 3,14. Thì 50 chia 4 nhân với 3,14. Cứ kệ nó thôi. 50 nó lẻ gì? 50 chia 4 3,14. nhân 3,14 Em chia nó cứ kiểu gì ấy. chia cho 4 thì gì đâu? 39,1. Mười hai năm nói nhân 3,14 39,25. Đơn vị là cm vuông. Vâng ạ, đến mức này em hiểu rồi thầy. Được rồi. cm vuông. Bước tiếp theo thân tí gì? Diện tích phần tô đậm là ta chỉ việc lấy bao nhiêu đây? 50 trừ đi 39,25. Kết quả bao nhiêu xong học? Mười phẩy bảy năm đúng không? Vâng. Đa số 10,75 cm vuông rồi. Cảm thấy Ừ. hay sao bài này con đọc bằng 2 chấm gì hay? À, thầy cô đang bận nhưng mà sẽ chấm cho con nhé. À. Ừ.
Thầy hay với có những cái bài con lập đồ mà tất cứ nó lập lại là sao vậy thầy? Nếu xin phép thì em đi vệ sinh nào ạ. Kiệt hỏi gì con? Dạ, con có mấy cái bài con lập đồ mà cứ kêu là con lập lại là sao vậy thầy? À, cái bài đấy con làm nó bị sai Dạ. nha. Nên là thầy bảo làm lại đấy. Ok. Bài này chưa? Rồi nha. Rồi chúng ta sẽ tham gia game trí tuệ nhé. Các bạn muốn tham gia game trí tuệ không? Dạ muốn. Có ạ. Ok. Các con lại chỉ nhìn thấy vài đoạn. Bấm vào link. Thầy cho con một tí. Con chưa thấy link Đây. đâu. Bấm vào link nha. Chơi bóc vít. Biết thì thắng rồi. Người bạn rồi. Lại không đi dép rồi. Cái bài nhà vệ sinh mà nhìn thấy dép thì không đi. Con mà nào chưa vào đâu con? Nào, bắt đầu nào, lấy giấy nháp và bút ra nào. Bắt đầu. 3, 2,
Một và bắt đầu. Bắt đầu rồi. Cái bấm nó đang chưa được ấy. Nó không bắt đầu à thầy? Con không ấy Nó ra bắt này. cơ. Nó bảo là nhìn vào màn hình của người. Người bắt đầu thôi ạ. Chưa ấn, chưa em chưa vào được thầy. Thùy Dương đang dẫn đầu, Minh An số 2, Thanh Trúc số 3, Tùng số 4. Tây Dâu. Tùng đã vượt lên dẫn đầu. Anh Trúc đã lại vượt lên. Tùng, Tuấn Kiệt, Lê Trúc, Hoàng, Hoàng Hà, Long, Thùy Dương, Uyển Đình, Song Ngọc, Tây Dâu. Rồi, Minh Ngọc, mấy bạn nào đóng, đóng bằng. Tùng lại vừa lên trên rồi.
Còn 20 giây nữa. Mười giây cuối cùng. Rồi, chúc mừng bạn là Một Tùng, ngày đó chú. Kiệt và Hoàng. Thấy thầy lần sau đừng chơi quy thầy. Nó đỏ đen lắm thầy ơi. Không Nhanh phải toán đâu, tốt lắm. cái trò này là ai nhanh tay hơn thôi. Nhanh tay Em hơn bảo thì cái cần câu xỉ này, à, cái lúc cần câu mà danh mình bốn này. tốc ấy, mình Đó là xịt cần một câu danh phát là bốn. toai luôn. À, đây là trò này là block kit con ạ. Không phải cái trò này đầu tiên là chúng ta phải chơi 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 vừa bắt đầu thì chúng ta phải chơi để thuộc đáp án đã, thuộc đáp án rồi thì sao, click liên tục Click liên tục nhưng mà nó không trúng nên là cứ liên tục nó không trả không hàng. phải, nhưng mà phải 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 nhớ đáp án rồi thì phải bấm đi. À, Chán thật ok. sự. Thầy ơi là sao thầy chơi quy thi thầy đừng chơi. Thầy Nó ơi, thầy đây đỏ đen lắm thầy. thầy ơi, thầy thầy dâu là con Phạm Đoàn Ngọc Anh ấy thầy ạ. À, Ngọc Anh à, ok là gọi nha. Ở được rồi, hôm sau sẽ lại chơi tiếp quy gì nha. Về nhà bài tập về nhà. Bài tập về nhà nhớ làm bài tập nha. Vâng ạ. Bye bye thầy, con đi ngủ đây. Ui, đi ngủ luôn à.